Cố Tước ở đầu bên kia lên tiếng gọi Tô Vãn, cô hoảng sợ siêu lớn tiếng hét có. Tô Vãn thầm nghĩ mình căng thẳng như vậy làm gì chứ? Anh ấy cũng đâu có nhìn thấy được. Tô Vãn đau lòng nói thẳng, Cố Tư lệnh, thực xin lỗi, tối hôm qua nóng lòng muốn tìm người kết hôn nên đã làm như vậy, nếu anh không hài lòng thì chúng ta lập tức ly hôn, tôi cũng có thể bồi thường cho ngài, còn về thời kỳ kích động của ngài. Tiếng bíp bíp vang lên khiến Tô Vãn sững sờ, Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ nói chủ nhân, nam chủ nhân đã cúp máy luôn rồi. Tô Vãn trên mặt không có biểu tình gì đáp ta biết, còn nữa, nam chủ nhân là kiểu xưng hô quái quỷ gì vậy? Tô Vãn kiên định nói đổi đi, đổi về chỉ huy quan Cố. Tiểu Bạch rưng rưng nước mắt đáp vâng, vâng ạ. Tô Vãn nhìn chằm chằm quang não yên tĩnh như gà hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm để gửi tin nhắn, chỉ huy quan Cố, tối qua anh giúp tôi giải vây, tôi giúp anh vượt qua thời kỳ kích động, chúng ta cũng xem như giúp đỡ lẫn nhau rồi. Còn về đề nghị vừa rồi của tôi, quyết định của anh là gì? Một lúc lâu sau, tin nhắn của Cố Tước mới được gửi lại, nội dung là gặp mặt nói chuyện. Tại sao lại muốn gặp mặt chứ? Bây giờ chúng ta đang ở thời đại giữa các vì sao và công nghệ rất tiên tiến. Nếu có bất cứ điều gì, chúng ta có thể gửi tin nhắn, gọi điện thoại hoặc đơn giản là trò chuyện qua video thì hiệu suất sẽ càng cao hơn mà. Trong lòng Tô Vãn có trăm vạn ý nghĩ, không muốn gặp Cố Tước, chỉ huy quan Cố, thường ngày công việc của ngài rất bận, trực tiếp gửi tin nhắn có khả năng là sẽ càng tiện hơn đó, hoặc là chúng ta gọi điện thoại. Cô video cũng được, ngài thấy có tiện hơn không? Chỉ huy quan Cố. Nhưng sau đó dù cô có gửi bao nhiêu tin nhắn, thì cũng chẳng có kết quả gì và đối phương quyết định không trả lời. Tô Vãn ngẩng đầu nhìn phía trên đầu, cảm giác được thanh kiếm đang treo lơ lửng ở đó, cuộc hẹn này không gặp không được sao? Có khả năng là đối phương quá bận không có nhìn thấy tin nhắn, chủ nhân cũng đừng lo lắng, chỉ huy quan Cố nếu đã đồng ý nói chuyện chứng tỏ hậu quả cũng không nghiêm trọng. Hôm nay người đã rất mệt rồi, hay là nghỉ ngơi sớm một chút, mới chuẩn bị tốt cho sau này được. Tô Vãn bình tĩnh ngồi dậy, người nói đúng, mặc kệ là đại học đế quốc hay là chi nhánh khu 1, cần phải chuẩn bị còn có rất nhiều. Chủ nhân người muốn làm gì, không ngủ sao? Bây giờ không có ngủ được, ta đi sắp xếp chút đồ ngày mai cần dùng. Tiểu Bạch ngươi cũng giúp ta chuẩn bị một chút, danh sách thì lát nữa ta sẽ đưa cho ngươi. Sáng hôm sau Tô Chấn đã đến thăm Tiểu Mạn bị thương trước, sau đó vội vàng tìm đến Tô Vãn. Tiểu Vãn, cha có chuyện muốn nói với con. Cô nghiêm túc hỏi cha, có chuyện gì vậy? Tô Chấn cau mày, còn không phải là chuyện con đã gây ra sao? Hoắc Dịch Thường hôm đó cũng không phải cố ý vắng mặt, tại sao con không chịu tha thứ cho thằng bé chứ? Bây giờ thì hay rồi. Hoắc gia muốn suy nghĩ lại về quan hệ hợp tác của hai nhà chúng ta. Tô Vãn nghe được những lời tử tế đó mà thở dài. Cha hiểu lầm con rồi. Lẽ nào cha không nhìn ra sao? Tiểu Mạn và Hoắc Dịch Thường hai người họ tâm đầu ý hợp, con vì để thành toàn cho hai người họ nên mới tùy tiện tìm một người để kết hôn. Tô Chấn sửng sốt, gì cơ? Tô Chấn phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, nói Tiểu Mạn thích cậu ta sao? Có thật không? Tô Vãn lập tức gật đầu, đương nhiên, con sớm đã phát hiện ra rồi. Trước kia vì vướng hôn ước nên Tiểu Mạn chỉ có thể chôn vùi tình cảm ở trong lòng, khi Tiểu Mạn gặp phải nguy hiểm, Hoắc Dịch Thường có thể vứt bỏ tất cả để đi cứu em ấy, đây hoàn toàn là tình yêu đến từ hai phía. Con cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu như Tiểu Mạn có thể kết hôn với Hoắc Dịch Thường, nếu được gả cho tình yêu, cũng có thể duy trì quan hệ của hai nhà chúng ta, con chịu chút ấm ức, mất mặt một chút cũng không có sao, dẫu sao Tiểu Mạn cũng là em gái mà còn thương nhất. Tô Chấn nhìn vẻ mặt cảm động trong mắt con gái, đột nhiên cảm thấy mình luôn có lỗi với con gái mình, cha cứ luôn không phát hiện, xin lỗi Tiểu Vãn, cha trách nhầm con rồi. Cha bây giờ sẽ đi nói với người Hoắc gia. Tô Vãn đỏ mắt gật đầu, cha đi đi, đừng để ảnh hưởng đến việc kinh doanh nhà chúng ta, ngoài ra Tiểu Mạn có khả năng có chút thẹn thùng, cũng không muốn con hy sinh vì em ấy, tốt nhất là nên trực tiếp định hôn sự cho hai người, sau đó rồi hãng thông báo cho Tiểu Mạn, con bé chắc chắn sẽ vui đến phát khóc luôn. Được, Tô Chấn vội vàng rời đi. Tô Vãn bình tĩnh lau nước mắt trên khóe mắt. Tiểu Bạch nhếch lên khóe miệng trêu chọc nói chủ nhân, kỹ năng diễn xuất của người thật sự đỉnh của chóp. Tô Vãn đắc ý, không hổ là mình mà. Đúng rồi chủ nhân, những đồ tối qua người cần đã bảo người chuẩn bị xong rồi, chúng ta bây giờ đi luôn không? Đi thôi, cũng sắp đến lúc rồi. Trở lại phòng của mình, Tô Vãn nói với Tiểu Bạch khóa cửa cho cẩn thận, đừng để người khác vào đây làm phiền tôi. Tô Vãn mở một căn phòng bí mật cạnh phòng cô, bố trí nó thành phòng phát sóng trực tiếp và nhà bếp theo chủ đề sành ăn. Cô không bao giờ để lộ mặt trước ống kính, chỉ có đôi tay. Chủ nhân, thực phẩm mà người cần đã được chuẩn bị xong hết rồi. Thiết bị và máy đổi giọng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Được, vậy thì bắt đầu livestream thôi. Cô ấy là người dẫn chương trình ẩm thực rất nổi tiếng trên Starlive Network. Chồng chiến thần nấu ăn ơi, cuối cùng anh cũng livestream rồi hu hu, chủ kênh hôm nay định nấu món ngon gì vậy? Nghe nói phòng live này nấu ăn rất ngon, đến xem thử, chồng thiên thần nấu ăn đến khi nào mới live lộ mặt vậy, muốn xem tướng mạo thật sự của thực thần đại nhân. Không xem live của chồng thực thần, tôi ăn uống không có vào luôn á. Tô Vãn nhìn bình luận liên tục cuộn trên màn hình và những món quà rực rỡ, cô nói cảm ơn mọi người, hôm nay tôi sẽ làm cho mọi người một món cá chiên hình sóc đã bị thất truyền từ rất lâu. Trong sách dạy nấu ăn của trái đất cổ có ghi chép rằng, để làm món cá chiên hình sóc thường thì sẽ dùng bằng cá chép hoặc là cá hoa vàng, nhưng hai loại cá này đã tuyệt chủng rồi,
vì vậy tôi đã dùng cá hồi gần giống với hai loài cá đó, cắt thành thế này là có thể ướp gia vị rồi. Dân mạng bình luận rầm rộ, tôi ngưỡng mộ con dao đó quá, blogger có thể ngày ngày sờ tôi. Tuy rằng không có tiền đi nhà hàng, nhưng có thể xem livestream cũng rất là sướng mắt nha, ngưỡng mộ con cá đó quá, bởi vì nó có thể chạm vào blogger, ngày nào cũng uống dung dịch dinh dưỡng, nước mắt của tôi ra từ miệng rồi, cá mà cũng có thể cắt thế này. Đẹp quá, đã bắt đầu thèm rồi, thật sự uống không nổi dung dịch dinh dưỡng nữa rồi. Ngay khi bình luận này xuất hiện, những người khác đã nhấp vào để theo dõi. Bạch Hổ đang xem truyền hình trực tiếp vừa xem vừa ríu rít, cá trên hình sóc ngon quá, Cố Tức đang đọc tài liệu bên cạnh không nhịn được nữa, lạnh lùng nói Bạch Hổ, còn phát ra âm thanh nữa là ta tắt máy đó. Bạch Hổ cảm thấy tủi thân, nhưng mà chủ nhân, đây là món mà chiến thần nấu ăn làm mà, thật sự trông vô cùng ngon đó. Nhưng mà cả đời này tôi cũng không có cơ hội được nếm thử, còn không để ngoài ta chóp chép miệng nữa. Cố Tức cụp mắt nhìn vào tài liệu và phớt lờ nó. Bạch Hổ đã là fan của người dẫn chương trình thực phẩm này gần 2 năm, hừ, nếu như chủ nhân có thể ăn được đồ ăn do chiến thần nấu ăn nấu, nhất định sẽ thừa nhận mắt nhìn của tôi đó. Nuốt một ngụm nước miếng hoàn toàn không tồn tại, Bạch Hổ lén lút bấm máy liên lạc của Bạch Trạch vào hệ thống chính. Bạch Trạch, ngươi giúp ta điều tra tin tức về Blogger Live tên thực thần này đi. Chủ nhân của chúng ta gần đây chán ăn, món ăn do Blogger Live đó là rất ngon, ta muốn liên hệ với anh ta đến làm một bữa cơm. Bạch Trạch liếc ánh mắt khinh bỉ, một hệ thống như ngươi, còn có thể biết món ăn có ngon hay không hả? Bạch Hổ lười tranh luận với hắn, thì xem đánh giá đó, Bạch Hổ nóng lòng chờ đợi, nhanh chóng thúc giục. Hai, Bạch Trạch cái đồ chủ hệ thống này có được không vậy hả? Chỉ là một chút tin tức cũng không điều tra ra được. Thật sự không được thì tránh đi để ta làm cho. Nhưng một phút sau, Bạch Trạch cảm thấy có chút tê dại khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm. Bạch Trạch tức giận mắng cút đi, Blogger Live này tên là Tô Vãn, trên tư liệu có thấy bạn đời là chỉ huy quan Cố, Cố Tước, ngươi cố ý chơi ta có đúng không hả? Bạch Trạch tức giận lập tức cắt đứt liên lạc. Đôi mắt điện tử của Bạch Hổ từ từ mở to, cuối cùng lấp đầy toàn bộ màn hình điện tử, nó kêu lên vãi nồi. Bạch Hổ vội vàng nói là phu nhân đó, chủ nhân, blogger ẩm thực làm đồ ăn mà tôi vừa nói với người hồi nãy là, phu nhân Tô Vãn đó. Tay Cố Tức dừng lại, lông mày cử động, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhẹ. Anh quay lại nói bây giờ anh còn phát sóng không? Vâng vâng, đang làm cá trên hình sóc nè. Cố Tức lạnh nhạt ra lệnh xe live qua đây. Khi màn hình quay, đầu tiên anh nhìn thấy một đôi bàn tay trắng trẻo, thon thả và rất đẹp. Đúng như dự đoán, cô ấy đã chuẩn bị sẵn cá sóc và đặt nó lên đĩa, trông ngon quá đi, tại sao tôi phải uống dung dịch dinh dưỡng chứ, tôi muốn ăn, món ăn của trái đất cổ. Blogger địa nhân, anh làm xong món này rồi, cho ai ăn vậy? Tô Vãn cười đáp đương nhiên là cho người nhà tôi ăn rồi. Tôi chính là người em gái thất lạc nhiều ăn của anh, ngưỡng mộ người nhà của blogger quá đi, được ăn nhiều món bị thất truyền từ lâu thế hu hu. Chủ nhân, phu nhân biết nấu ăn như vậy. Tương lai ngài có lộc ăn uống rồi. Ngài xem, bọn họ đều ngưỡng mộ ngài đó. Cố Tức ngồi trước màn hình biết Tô Vãn dùng máy đổi giọng, khi nghe thấy câu cho người nhà tôi ăn, khóe miệng lại nhếch lên, món quà đắt nhất có thể tặng trong livestream là gì vậy? Đó là một phi thuyền sang trọng với 1.000 tinh tệ. Nhiều tặng hoa hồng, cảm giác như tôi đã ngửi được mùi thơm rồi. Nhiều tặng hoa hồng 1x qua qua thả tim, cá cà phê thắp bảng hiệu, Tô Vãn cảm ơn các bạn trong phòng live đã tặng quà. Kết quả lúc này, Lãnh Tiên Sinh bất ngờ xuất hiện, tặng 100 phi thuyền sang trọng. Lãnh Tiên Sinh tặng 5x phi thuyền sang trọng, tặng 99x phi thuyền sang trọng. Vãi nổi, cuộc đời này chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phi thuyền như vậy, khả năng tài chính đáng sợ quá, phú bà, đói đói, cơm cơm, hạng nhất đã đổi người rồi, không phải chứ, sao tôi lại thành hạng 2 rồi, là ai vậy, chấn động, đã ghi lại màn hình. Lãnh Tiên Sinh tặng 999x phi thuyền sang trọng, Tô Vãn sững sờ nhìn màn hình, Lãnh Tiên Sinh tặng phi thuyền hào hoa 1999, Tô Vãn hốt hoảng la lên, đây là ai vậy má,